Xin kính chào quý vị. Chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin tức thời sự nổi bật nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là phần điểm những thông tin chính có trong chương trình. Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với tin mới, với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, bản tin tổng hợp tình hình lũ lụt ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tin mới cập nhật những thông tin mới nhất xoay quanh tình hình lũ lụt nghiêm trọng tại Trung Quốc. Bản tin hôm nay gồm những tin chính sau đây. Trung Quốc chính thức công bố thiệt hại kỷ lục do lũ lụt ở riêng Hà Nam, những kỳ tích sống sót sau mưa lũ lịch sử ở Trung Quốc. Trung Quốc đối mặt nguy cơ bùng phát dịch bệnh sau lũ lụt. Điểm đáng suy ngẫm về những trận lũ kinh hoàng của Trung Quốc. Về tình hình cụ thể, Trung Quốc chính thức công bố thiệt hại kỷ lục do lũ ở riêng Hà Nam. Tổn thất vì lũ lụt ở Hà Nam trong 2 tuần chiếm phần lớn tổng thiệt hại do lũ lụt ở Trung Quốc từ đầu năm đến nay. Số người không qua khỏi do lũ lụt ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc đã tăng lên 99 người tính đến trưa thứ Tư. Báo chí Trung Quốc dẫn thông tin từ chính quyền tỉnh Hà Nam cho biết, trong số 99 người không qua khỏi, có 26 trường hợp mới được báo cáo ở Trịnh Châu, thủ phủ Hà Nam. Theo số liệu thống kê từ Hệ thống Quản lý Thiên tai Quốc gia, gần 14 triệu người tại 150 quận huyện ở thành phố Hà Nam đã bị ảnh hưởng bởi mưa bão, lũ lụt kể từ giữa tháng. Hơn 930.000 người trong tỉnh đã phải di rời khẩn cấp. Với tổng số 1.470.800 người phải di rời đến nay, các nỗ lực tìm kiếm vẫn đang được tiến hành đối với những người mất tích. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng ở Hà Nam là hơn 1 triệu hecta, trong đó 527.000 hecta bị phá hủy và 198.200 hecta mất mùa. Tổng cộng có hơn 840.000 ngôi nhà bị sập hoặc thiệt hại trên toàn tỉnh. Thảm họa thiên nhiên đã gây ra thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 90.981 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 14 tỷ đô. Con số thiệt hại ở Hà Nam chiếm phần lớn trong tổng số thiệt hại do lũ lụt mưa bão ở Trung Quốc tính từ đầu năm tới nay. Báo chí quốc tế đưa tin hôm thứ Ba. Cơ quan kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán quốc gia cho biết, lũ lụt và mưa bão ở Trung Quốc từ đầu năm tới nay đã ảnh hưởng đến 34,81 triệu người, khiến 146 người không qua khỏi hoặc mất tích, phá hủy 72.000 ngôi nhà và gây thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 123 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 18,93 tỷ đô. Theo báo chí Trung Quốc, hôm thứ Ba, tổng cộng hơn 39.000 người và 3.000 bộ thiết bị đã được huy động để kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai ở Hà Nam. Tính đến 10 giờ sáng thứ Ba, Tổ chức Từ thiện Hà Nam và Hiệp hội Chữ thập đỏ chi nhánh Hà Nam đã nhận được 5,69 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 876,17 triệu đô la quyên góp. Trong khi đó, Trung Quốc đã phân bổ 795.000 nhân dân tệ, khoảng 122,4 triệu đô để tái thiết ở các khu vực của một số tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa bão và lũ lụt. Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia cho biết số tiền từ nguồn dự trữ tài chính trung ương này sẽ hỗ trợ việc tái thiết cơ sở hạ tầng và cơ sở dịch vụ công cộng sau thảm họa ở các tỉnh Hà Nam, Tứ Xuyên, Sơn Tây và Chiết Giang. Kể từ tháng này, những trận mưa lớn liên tục ập đến Hà Nam, Tứ Xuyên và Sơn Tây. Cơn bão số 3 đã đổ bộ 2 lần vào Chiết Giang, gây ra lũ lụt nghiêm trọng, thương vong và thiệt hại tài sản. Theo Bộ Tài chính Trung Quốc, nước này đã dành 3 tỷ nhân dân tệ trước đó để hỗ trợ kiểm soát lũ lụt và khắc phục hậu quả thiên tai ở Hà Nam, những kỳ tích sống sót sau mưa lũ lịch sử ở Trung Quốc. Trong bối cảnh Trung Quốc tưởng niệm hàng chục người không qua khỏi và cuộc sống của hàng triệu người bị ảnh hưởng trong đợt mưa lũ khủng khiếp ở tỉnh Hà Nam, chuyện sống sót thần kỳ của anh Li Li, cư dân tại thành phố Trịnh Châu khiến nhiều người vô cùng xúc động. Nhóm cứu hộ đã tìm thấy anh Li vào ngày thứ Bảy khi anh này đang nằm bên chiếc ống thông hơi của bãi đỗ xe dưới hầm. Bên trong rất tối để có thể nhìn thấy anh, một nhân viên cứu hộ cho hay nước trong khu đỗ xe đã ngập cao quá 2 mét. Khi lực lượng cứu hộ đi vào bên trong, họ nghe thấy tiếng khóc kêu cứu của anh Li. Để các nhân viên cứu hộ có thể dễ dàng tìm ra vị trí bị mắc kẹt, anh Li đã gõ tay vào đường ống gần chỗ ẩn nấp. Để từ đó, lực lượng chức năng lần theo tiếng động tiến vào. Cuối cùng, sau hơn 72 giờ mắc kẹt trong hầm đỗ xe bị ngập nước, anh Li đã được giải thoát. Anh Li sau đó được đưa tới bệnh viện để kiểm tra. Kết quả, người đàn ông bị tiêu cơ vân cấp và chức năng gan bị ảnh hưởng, nhưng may mắn tính mạng không bị đe dọa.
anh Lee bị mắc kẹt trong hầm để xe là do trước đó anh đã đi xuống bãi xe để di chuyển chiếc ô tô lên vị trí cao hơn vào ngày thứ năm, nhưng không ngờ lại tự đưa bản thân vào tình thế nguy hiểm. Vợ anh Lee cho hay chồng mình là một người bơi giỏi, có thể anh Lee đã bơi xung quanh hầm xem để tìm ống thông hơi, chỉ nằm cao hơn mực nước dưới hầm là 60 cm. Đây cũng chính là nơi trú ngụ của anh Lee trong hơn 72 giờ đồng hồ để chờ lực lượng cứu hộ tìm thấy. Chúng tôi nói rằng anh ấy liên tục ngủ thiếp đi rồi lại tỉnh dậy. Anh ấy còn phải uống nước mưa ngập trong hầm để duy trì sự sống. Vợ anh Lee chia sẻ, tính tới ngày hôm qua, mưa lũ ở tỉnh Hà Nam đã cướp đi sinh mạng của 73 người, theo báo chí quốc tế. Ông Yu Wenchen, Thứ trưởng Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc nhấn mạnh, thời tiết năm nay diễn ra bất thường và những hình thái thời tiết cực đoan đã xảy ra thường xuyên hơn. Cụ thể, hôm thứ Hai, lượng mưa tối đa mỗi giờ đổ xuống thành phố Trịnh Châu của tỉnh Hà Nam là 201,9 mm. Con số này phá kỷ lục từng được ghi nhận ở Trung Quốc là 198 mm. Điều đáng suy ngẫm về những trận lũ kinh hoàng ở Trung Quốc, những gia đình tang thương và các nhà bình luận trực tuyến đang chỉ trích chính quyền địa phương ở Trịnh Châu, thủ phủ của Hà Nam, Trung Quốc vì đã không ngăn nước tràn vào các đường tàu điện ngầm và làm ngập các toa tàu. Số người không qua khỏi được xác nhận là 99 người vào hôm thứ Sáu. Như thường lệ, các nhà chức trách đã nhanh chóng đổ lỗi cho trời và trận mưa vào ngày thứ Tư ở Trịnh Châu là 5.000 năm mới có một lần. Nhưng theo một học giả ở Trịnh Châu, sở dĩ thảm họa thiên nhiên trở nên tàn khốc như vậy vừa qua chính bởi một thảm họa có hệ thống của con người. Thiên tai là yếu tố bên ngoài, nhưng thảm họa do con người gây ra là yếu tố bên trong, vị học giả viết. Như vậy, chúng ta phải điều tra hợp pháp với các chính trị gia cao cấp của thành phố Trịnh Châu về tội vô trách nhiệm. Nhà nước Trung Quốc tự hào về việc dẫn đầu các hoạt động cứu hộ nhanh chóng và có năng lực sau các thảm họa thiên nhiên, cũng như các biện pháp kỷ luật nghiêm khắc đối với các quan chức bị coi là có trách nhiệm trong việc ngăn chặn thiệt hại. Các nhà lãnh đạo cao nhất của đảng thường lao ra tiền tuyến để chỉ đạo ứng phó khẩn cấp, nhưng mãi đến sáng thứ Tư ông Tập mới gửi quân đội đến và ra lệnh cho các quan chức phụ trách chống lũ lụt. Ủy ban bảo tồn sông Hoàng Hà, bộ phận có trụ sở chính ở Trịnh Châu, chịu trách nhiệm quản lý lụt theo mùa dọc. Theo con sông dài thứ Hai của Trung Quốc, đã xây dựng một hệ thống công nghệ cao để kiểm soát lũ lụt, nhưng nó không được thiết kế để đối phó với lũ quét do mưa dữ dội. Theo Scott Moore, một chuyên gia về chính sách quản lý nước của Trung Quốc tại Đại học Pennsylvania, ông nói có sự không khớp giữa lũ lụt thường thấy trong lịch sử và lũ lụt hiện nay do nóng lên toàn cầu, nhiều khả năng là do các hiện tượng khí tượng bất thường xảy ra. Chiến lược kiểm soát lũ lụt của Bắc Kinh cũng bao gồm việc kiểm soát chặt chẽ các cuộc thảo luận trực tuyến và đưa tin về các sự kiện trên phương tiện truyền thông. Cả phóng viên nước ngoài và các nhà báo địa phương của Trung Quốc đều cho biết đã bị quấy rối khi cố gắng đưa tin về những người không qua khỏi trong đường hầm Trinh Quang ở Trịnh Châu, nơi hàng chục chiếc xe ô tô bị mắc kẹt. Các quan chức địa phương đã được hướng dẫn tiến hành các chuyến thăm tận nơi đến các doanh nghiệp địa phương để cảnh báo không nên trả lời phỏng vấn các phương tiện truyền thông nước ngoài. Theo một bản ghi nhớ nội bộ được Channel Digital Times, một nhóm theo dõi các chỉ thị kiểm duyệt và thảo luận tin, các quan chức cũng dựng một hàng rào màu vàng xung quanh những bông hoa đặt ở lối vào ga tàu điện ngầm Shinkansen, nơi nước đã tràn qua một bức tường và khoảng 500 hành khách bị mắc kẹt trong các toa tàu điện ngầm ngập nước và ít nhất 14 người không qua khỏi. Sau khi xuất hiện phản đối kịch liệt trực tuyến, các rào cản đã được gỡ bỏ trong vòng một ngày và đường phố nhanh chóng được bao phủ bởi hàng trăm bó hoa. Kính thưa quý vị, sáng thứ Hai vừa qua tại thành phố Nội Giang, tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam Trung Quốc xảy ra liên tiếp hai trận động đất. Trận động đất thứ nhất với cường độ 3 độ Richter ở độ sâu 9 km xảy ra lúc 6 giờ 36 phút theo giờ địa phương. Ngay sau đó vài phút, tức lúc 6 giờ 42 phút, trận thứ hai có cường độ 5,4 độ Richter đã xảy ra ở độ sâu 10 km. Theo các nhân chứng, cảm nhận rung lắc rất rõ tại tâm chấn và nhiều khu vực xung quanh, lần thứ nhất nhẹ hơn, lần thứ hai khá mạnh nhưng kéo dài không lâu. Theo số liệu thống kê mới nhất, tính đến nay đã có một người thiệt mạng, 29 người bị thương trong hai trận động đất này, 17 ngôi nhà bị sập, hơn 200 ngôi nhà khác bị hư hại, nhiều chuyến tàu bị hủy hoặc muộn giờ. Hoạt động cứu hộ vẫn đang diễn ra, khu vực bị ảnh hưởng nằm ở sườn phía đông của cao nguyên Tây Tạng và thường xuyên xảy ra động đất. Khoảng 10.000 hộ gia đình gần tâm chấn mất điện và nhiều chuyến tàu phải dừng hoạt động. Ước tính có khoảng 600 cảnh sát đã được điều đến các khu vực bị ảnh hưởng để tham gia cứu hộ. Hoạt động cứu hộ đang diễn ra.
giới chức cảnh báo người dân cẩn trọng khi các cơn dư chấn còn tiếp tục xảy ra. Số liệu của Cục Địa chấn tỉnh Tứ Xuyên cho thấy tỉnh này đã chịu 132 trận động đất từ 3 độ trở lên trong vòng một năm qua, trong đó trận động đất mạnh nhất lên đến 6 độ Richter xảy ra hôm vừa qua, làm 13 người thiệt mạng, 220 người bị thương. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin về tình hình lũ lụt tại Trung Quốc của Tin Mới ngày hôm nay. Để cập nhật và theo dõi những thông tin thời sự quốc tế mới nhất cũng như là các thông tin quan trọng về tình hình Biển Đông ở trong khu vực thì quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký trên Tin Mới. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!